Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Lệ Lưu Tình tập 10 Đạo Thiên Lôi Thứ Tư sắp đánh xuống nhưng Tần Vũ tức thì nhìn thấy ở trên miệng của Tần Đức vẫn còn vết máu chưa kịp lâu, mặt thấy Phụ Vương sắc diện trắng xanh, toàn thân đầy máu, Tần Vũ như bùng cháy, nhãn chung cũng dần dần đỏ ngầu, một cổ lệ khí sát ý ở trong tận để lòng không ngừng cuộn chảy. Lúc tiếp nhận nhiệm vụ này, khi phát hiện mục tiêu của nhiệm vụ giống như là phán đoán của bản thân là Phụ Vương của mình, Tần Vũ không biết đã cao hứng đến mức nào tận đáy lòng đã hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào cũng phải bảo hộ cho phụ vương không bị bất cứ cái nào quấy nhiễu. Nhưng hiện tại, phụ vương đã bị trọng thương, còn đệ tứ đạo thiên lôi lợi hại lại sắp đánh xuống, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đấy? Tần Vũ trong lòng cũng nóng ruột, hắn rất là đau lòng. Phụ vương trước khi đối mặt với đệ tứ đạo thiên lôi lại bị trọng thương. Cơ hội vượt qua quả là rất thấp nhưng là độ kiếp thì người khác cũng không thể giúp được. Điều tại ta, nếu như ta sớm giết chết hạng bắc, tên các măng kia sẽ không có cơ hội giả bộ trọng thương để tiếp cận phụ vương. Mặc dù khó có thể trách tần vũ, nhưng trong thâm tâm của tần vũ lại tự trách mình vô cùng. Vốn là trong lòng đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào cũng phải khiến cho phụ vương không bị bất cứ ai quấy nhiễu. Nhưng hiện tại phụ vương lại bị người khác đánh trọng thương. Tất cả các ngươi đều phải chết. Tất cả. Tần Vũ một quan quét về phía của hạng bắc và các mân. Sát cờ lóe lên. Tần Vũ song quyền nắm chặt. Tử sắc tiên thiên chân khí trong nội thể điên cuồng nổi lên. Không ngừng dung nhập vào toàn thân. Nhục thể cường hãn của Tần Vũ liền hấp thu tiên thiên chân khí này. Toàn thân phản phất như là thành hình tử ngọc mãnh liệt bạo phát Tự sắc tiên thiên chân khí mạnh nhất Toàn thân như là bị tử quan Hoàn toàn bao phủ Hưu Một đạo cuồng phong thành âm sắc bén Điên cuồng nổi lên Một đạo tử sắc quan ảnh Tạo thành một đường thẳng bắn về phía của hạng bắc Hạng bắc nhìn thấy tử sắc quan ảnh này Cảm thụ khí tức của nó Thực sự đã có thể xác định được Chính tử sắc quan ảnh này Của Tần Vũ Đã sát tử bà huynh đệ của hắn hạng bắt, nhãn chung tức thì cũng cho nên cuồng loạn. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ đã hoàn thành. Hắn không tin Tân Đức đã bị trọng thương lại có thể vượt qua được đệ tứ đạo thiên lôi mà vẫn còn sống được. Ba vị huynh trưởng đã chết, thậm chí nếu hạng bắt còn sống để đào tẩu thì cũng thống khổ vô cùng. Cùng chết! Mắt thấy, Tân Vũ tiến lại, hạng bắt điên cuồng gầm lên một tiếng từ trong thể nội tiên thiên chân khí, căn cứ theo tuyệt chiêu liều mạng cuối cùng bá vương nghịch thiên quyết, trong chốc lát hoàn toàn bùng nổ, phản phất như là tạc đạn. Lực lượng đạt đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn của hạng Bắc, từ trong thể nội hoàn toàn bạo phát, còn tần vũ như là một vẫn thạch, hung bạo lao vào thân thể của hạng bắc. Quy lực khủng khiếp, có thể dễ dàng hủy diệt đối phương. Chết đi! Tần Vũ nghiến chặt răng. Hắn căn bản không sử dụng quyền cước, nâng công lực lên đến mức cao nhất. Tử sắc chân khí dung hợp nhục thể, lại hình thành hộ thể cương khí, sau đó biến bản thân thành một dạng một vẩn thạch. Dùng tốc độ nhanh nhất lao vào hạng bắc. Hắn định đụng chết hạng bắc. Bồng, chồng sát na, toàn thân của hạng bắc kích chúng tần vũ, hoàn toàn nổ tung. xương thịt bay tứ phía, tiền huyết phùng khắp trường không chung còn tân vũ toàn thân là như một tử sắc lưu tinh ngay lập tức xuyên qua thân thể của hàn bắc tất cả đều thất thần sát nhân một pha chạm cũng có thể sát nhân như vậy sao tất cả mọi người đều nhìn tử sắc quang ảnh tần vũ trong mắt của bọn họ công kích lực của gã sát thủ lưu tinh này thật là quá khủng bố hơn nữa vừa rồi lại dùng cách va chạm Để giết chết một tiên thiên đại viên mãn cao thủ Tự hủy, tự hủy, đáng tiếc Sự cương mảnh của nhục thể ta Các người cũng không thể tưởng tượng nổi Tần vũ khóe mồi có chút lạnh tếu Chiêu tự hủy, sâu cùng của hạng bắc Mặc dù là mạnh Nếu là tiên thiên cao thủ khác Chắc chắn đã chết Đáng tiếc, tần vũ là tiên thiên ngoại công cao thủ chưa từng có từ trước đến nay. Nhục thể cường hạng của tiên thiên cao thủ lại vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, trải luyện qua ba khối thông thiên đồ, công pháp không ngừng biến đổi. Sự mạnh mẽ của bản thân cũng đã tiếp cận đến tầm của tiên phẩm vũ khí. Lại có tử sắc tiên thiên chân khí thần kỳ dung hợp và tăng thêm hộ thể cường khí. Ngay cả tiên phẩm vũ khí cũng khó lòng mà phá vỡ phòng ngự của tầng vũ. Các mân ngươi tội không thể tha. Tần Vũ lại chừng mắt nhìn vào các mân. Các mân bị Tần Vũ chừng mắt nhìn đến nỗi lòng tóc dựng lên. Sau đó cười nói. Lưu tinh tiên sinh, ngài là một sát thủ, hạ tất phải vì tận Đức mà bán mạng. Phân thưởng cho nhiệm vụ của ngài không phải là vũ khí tiền phẩm thượng cấp sao. Chỉ cần ngài giúp đỡ ta đối phó với bọn chúng, Hoàng thượng người sẽ trọng thưởng cho ngài còn nhiều hơn như thế." Hoành. Một cổ phích lịch khủng bố vang dội, đạo thiên lôi cuối cùng, đệ tứ đạo thiên lôi, giống như là một tử sắc cự long từ trong kiếp vân mãnh liệt bay ra, trực tiếp đánh xuống phía dưới. Toàn thể mọi người xung quanh của Tần Đức trong chốc lát đình chỉ công kích, bọn họ đều nhìn về phía của Tần Đức. Tần Đức hét lên một tiếng trầm chầm. chầm sắc mặt đột nhiên đỏ rực. Đột nhiên, một đạo thanh âm chấn thiên như là long ngâm từ trong thể nội của Tần Đức vang lên. Một cự long hoàng kim sắc đã gần như thực chất hóa do khí kình hình thành nên. mãnh liệt ly khai thân thể của Tần Đức, hung bạo nghênh tiếp đệ tứ đạo thiên lôi. Hoành, tử sắc lôi điện mãnh liệt va chạm với kim sắc khí kình cự long tạo nên một cổ lực lượng cuồng bạo hoành hành ngang ngược gần một khắc sau kim sắt khí kình cự lông liền tiêu tán tử sắt lôi điện cũng yếu đi quá nữa nhưng phần tử sắt lôi điện còn lại vẫn tiếp tục đánh xuống bồng ám hồng sắt trường kiếm chỉ thẳng lên trời trực tiếp nghênh đón tử sắt lôi điện lôi điện trực tiếp đánh chúng ám hồng sắt trường kiếm trường kiếm cũng phát xuất ra một đạo quang mang chói sáng sắc mặt của tần đức đột nhiên trắng bệch toàn thân rung lên bần bật. Gần một khắc sau, lôi điện chi lực này bất ngờ tiêu tán. Tần Đức toàn thân vô lực, mệt mỏi nằm co quắp ở trên mặt đất. Th thành công rồi. Tần Vũ đứng sửng sốt, mắt nhìn mọi người đang không biết như thế là có ý nghĩa gì. Tần Đức đã độ kiếp thành công. Dựa vào thiên nhiên bát quái chọn thế và thanh trường kiếm chung phẩm linh khí này, Tần Đức mặc dù trọng thương nhưng vẫn độ kiếp thành công. Tuy nhiên Tần Đức lúc này đang nằm tê liệt ở trên mặt đất. Hiển nhiên thương thế của ông ta cực nặng. Kiếp vân tại thiên không đã từ từ tiêu tán. Ám hồng sắc thiên không đã khôi phục lại như trước. Mọi người lại thấy quần tinh xuất hiện khắp bầu trời. Tần Vũ trong tâm cha ngập nỗi vui mừng cực độ. Mặc dù phụ vương của hắn đã bị trọng thương nhưng bất kể như thế nào cũng đã vượt qua tứ cũ thiên kiếp. Với bảo bối của tầng gia thì thương thế này sẽ khôi phục rất là nhanh chóng. Tần Đức cũng sẽ kết kim đan rất là mau để trở thành tu chân giả. Các mân Tần Vũ nhìn về phía các mân, trong mắt toàn là sát ý. Cát mân khi đó vẫn đang nhíu mày nhìn Tần Đức. Thật không thể tưởng tượng nổi, Ai có thể tưởng tượng nổi là hắn cũng giống như là thiếu Hoàng năm xưa, luyện thành cảnh giới chí đại tổ long hộ thể. Kể cả không có chung phẩm linh khí, tin rằng Tần Đức cũng có đủ khả năng để vượt qua thiên kiếp này. Đột nhiên các mân rút động. Hắn đã cảm thấy sát khí ở cách đó không xa. Liên nhìn lại, chính là Tần Vũ. Nghĩ đến cảnh Tần Vũ vừa sát tử, tứ phương sát thần, các mân tự nhiên hiểu rõ không phải đối thủ của hắn trong lòng phản uất. Nếu như có một kiện trung phẩm linh khí, ta há là phải sợ cái tên sát thủ lưu tinh này. Lúc trước, tặng đức hắn đã dùng thạch trung diễm si thiết để chế trung phẩm linh khí. Bởi số lượng vật liệu có hạn nên đã luyện chế chiến đào cho liên ngôn, sau đó luyện trường kiếm cho bản thân. Số còn lại chỉ đủ luyện chế năm thanh đoạn đao, cấp cho năm thủ hạ ám tiễn, để tổ lập thành một chiến trận còn ta và đám người Lam Y đều không có chung phẩm linh khí. Thạch Trung Diễm xí si thiết, vốn cũng có khá nhiều. Lúc trước luyện chế đoạn kiếm và quyền sáo cho Tần Vũ, lại thêm phi kiếm cho Phong Ngọc Tử, đã tiêu hao mất một phần năm. Trường kiếm của Tần Đức cũng tiêu hao mất một phần năm nữa, lại thêm một phần năm tiêu hao cho chiến đào của Liên Ngôn. Còn phần còn lại được hai phần năm tiêu hao cho năm thanh đoạn đầu. Còn đối với bọn cát măng, lam y thì thực tế không có chung phẩm linh khí. Liên ngôn mặc dù đã chết, nhưng chung phẩm linh khí của ông ta để lại sau khi chết, cuối cùng đã bị tầng đức cấp cho tầng phong. Ha ha ha, ngũ động, thật là ngũ động. Tầng đức, người cứ chuẩn bị mà chết đi, dù sao ta cũng phải cảm tạ người đã cho ta chung phẩm linh khí. Ngũ hành đã bị năm đại cao thủ ám tiễn và năm đại cao thủ thiên võng vây công Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn Giống như là điên cuồng Tựa như đã nghĩ ra chiêu số nào đó Để đối phó với mười tên cao thủ liều mạng này Đang bị năm đại cao thủ thiên võng Cùng với năm đại cao thủ ám tiễn vây công Ngũ hành đột nhiên vô cùng cuồng bạo, Mười con kiến hồi thối kia Chết đi Ngũ hành nhãn chung lé lên hàng quan hung bạo Từng luồng chân nguyên lực to bằng cánh tay từ trong thân thể của ngũ hành trực tiếp trục xuất ra ngoài. Giống như là 10 con thành sát du lông bay đi bốn phương tám hướng. Hơn nữa, căn bản không công kích 10 người kia khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. 10 đạo chân nguyên lực giống như là du lông phần bố khắp nơi trong phạm vi mười mấy mét vuông xung quanh mười đại cao thủ. Đột nhiên sắc mặt của ngũ hành trở nên dữ tợn, điên cuồng quát. Nổ Đùng Ngũ hành vừa quát xong Tiếng nổ không ngừng nổi lên Vài đạo chân nguyên lực kia hoàn toàn bùng nổ Mặc dù thực lực của 10 tiên thiên cao thủ kia thật là mạnh Nhưng mà gặp phải lực nổ cường liệt như vậy Do chân nguyên lực hình thành Nên cũng không thể nào kháng cự nổi Tiếng kiều là đầu đớn vang rền Tàn chi đứt đoạn bay tứ tung Tiễn huyết phun đầy trời Chồng nháy mắt thập đại cao thủ vừa vây khốn ngũ hành đã bị sát tử bởi đạn nổ hình thành từ chân nguyên lực. Từ trước tới giờ, ngũ hành chưa từng dùng qua phương thức công kích này. Mặc dù quy lực của đạn nổ chân nguyên lực không tệ, nhưng mà chủng loại công kích này căn bản không phá được phòng ngự của chân nguyên lực tu chân giả. Không có tu chân giả nào sử dụng loại công kích cấp thấp này. Họ đều dùng phi kiếm tập trung chân nguyên lực ở trên phi kiếm, thông qua trận pháp trên phi kiếm mà phát xuất công kích mạnh nhất. Vừa nãy khi ngũ hành thấy hạng bất tự nổ cũng đã có linh cảm, dùng chân nguyên nội lực ở trong cơ thể cũng sẽ hình thành đạn nổ. Chân nguyên lực thực tế ở một tầng cao hơn so với tiên thiên chân khí, uy lực to lớn tuyệt đối vượt ở trên lực tự nổ của hạng bắc. Mặc dù đạn nổ này không đủ để uy hiếp tu chân giả, nhưng đối với tiên thiên cao thủ thì hoàn toàn dư sức. Quả nhiên, thập đại cao thủ bị nổ tung thành từng mảnh, ngay cả một thi thể lành lặng cũng không còn. Còn năm kiện trung phẩm linh khí cũng rời xuống mặt đất. Chỉ thấy ba đạo lưu quang phóng tới, một là Tần Vũ, một là Lam Y trưởng lão, đạo còn lại là Phong Ngọc Tử. Bọn họ đều muốn cướp đoạt năm kiện đoạn đầu trung phẩm linh khí kia. Sự đẩy nhanh. Ngũ Đức truyền âm vào tay của Ngũ Hành, chỉ thay một đạo phi kiếm trực tiếp cấp tốc phóng về phía của Phong Ngọc Tử. Phong Ngọc Tử dùng phi kiếm để đỡ lấy hai đạo thần binh vừa chạm nhau, hai đại cao thủ lại tiếp tục quấn lấy nhau. Cúc. Ngũ Hành quát to một tiếng, tay áo phất lên. Năm kiện trung phẩm linh khí đã trực tiếp bị Ngũ Hành dùng Lăn Không Nhiếp Vật hút vào tay sau đó lại trực tiếp bị ngũ hành thu nhập vào vòng tay chữ vật. Còn hai đạo lưu quan đang phóng tới thì bị chân nguyên lực cuồn cuộn kích lui. Tần Vũ thân hình liên tục quẩy động, thoát khỏi lực cường đại kia. La Mì trưởng lão thân hình bay ra phía sau, khóe miệng cũng đã rướm máu. Các người cũng chỉ là phàm nhân, lại muốn đoạt lấy trung phẩm linh khí, rõ ràng là nằm mộng giữa ban ngày mà. Ngũ Hành nhìn Tần Vũ và Lam Y trưởng lão, sắc mặt lộ vẻ khinh bỉ. Tù chân giả vượt xa phàm nhân, bọn họ đều có tâm lý coi thường phàm nhân, tất nhiên là không để cho phàm nhân ở trong mắt rồi. Tốt lắm, sư đệ làm rất tốt ha. ha, ha, ha. dụng phẩm linh khí sao? Ngũ Đức cũng cười lớn, đồng thời cũng gia tăng hưng phấn cùng với Phong Ngọc Tử tiếp tục đại chiến. Phong Ngọc Tử, ngươi hiện tại dựa vào trung phẩm linh khí kia mà coi thường hạ phẩm linh khí của ta. Đã có thể bình ngủ giao đấu với ta, đợi khi ta luyện hóa xong trung phẩm linh khí, xem ngươi làm sao mà đấu lại ta đây. Oanh oanh oanh, sơn thạch vỡ nát, thạch bích đổ nhào, tiếng nổ vàng lên không ngớt. Ngũ Đức vừa nói vừa giao đấu cùng với Phong Ngọc Tử. Phong Ngọc Tử sắc mặt lạnh lùng không nói lời nào, năm kiện trung phẩm linh khí bị cướp đúng là tổn thất cực đại trận chiến giữa hai người đích thị là hỗn thiên ám địa tiền bối người là thành viên của hạng gia vạn lần hy vọng tiền bối sẽ sát tử bà tên Tần đức lưu tinh và lãm ý trưởng lão các mần khom lưng nói ngũ hành ha hả cười lớn được hôm nay tấm tình của ta rất tốt vốn là ta sẽ đáp ứng với hạng quản sẽ giết chết tần đức còn hai con kiết hồi kia ta cũng sẽ tiêu diệt luôn thể ngũ hành lúc đó vui sướng nhẹ nhàng vô cùng lấy được chung phẩm linh khí hơn nữa đối phương chỉ có duy nhất một tu chân giả là phong ngọc tử cũng đã bị kiềm chế ngũ hành hắn một điểm cũng không cần bận tâm thích giết ai là sẽ giết kẻ đó trước hết hãy thu lấy một thanh đoạn đau Đợi sau khi trở về sẽ truyền tâm luyện hóa. Ngũ hành lúc đó cực kỳ thoải mái, xem ra vận mệnh của đám người tận đức hoàn toàn nằm ở trong tay của hắn, nên không vội vã mà giết. Ngược lại xem trọng nhất chính là trung phẩm linh khí vừa đoạt được. Ngũ hành trong tay xuất ra một đoạn đau trung phẩm linh khí, lập tức chích huyết nhận chủ. Sau đó đoạn đau này liền thuộc về ngũ hành. Một tu chân giả muốn chân chính nắm ở trong tay một kiện linh khí, không chỉ đơn giản phải chích huyết nhận chủ, đồng thời còn phải dùng chân hỏa thể nội để tái luyện hóa, để có thể hoàn toàn khống chế được ở trong tay. Bất quả lúc đó ngũ hành cũng không thể lãng phí thời gian. Đêm tối ở trong sân cốc, hàng phong thổi ào ào từng cơn. Chết đi! Trong tay của các mân đột nhiên nghe thấy một thanh âm thì đại kinh, nhưng mà chỉ trong sát na, cả đại não liền cảm thấy chấn động. Oanh, đại não của các mân giống như là quả dưa hấu liền nổ tung, một thân hình xuất hiện. Tần Vũ lạnh lẽo nhìn thi thể của các mân. Hả? Ngươi... Ngũ hành lúc đó vừa chích huyết nhận chủ, trông thấy cảnh đó không kìm được đại nổ. Hả? Ngươi cái tên hỗn đảng tiểu tử kia, không ngờ lại thừa lúc ta chích huyết nhận chủ để hạ sát lão đầu tử đó. Ngũ Hành lúc đó vô cùng giận dữ, bất kể như thế nào, các Mân kia cũng kể là người ở bên cạnh của hắn. Tần Vũ trong lòng tức thì nói với bản thân, bình tĩnh, bình tĩnh, Tần Vũ, người phải bình tĩnh. Theo như tình hình hiện tại, ở trên chiến trường, Phong Ngọc Tử đã hoàn toàn bị Ngũ Đức kiềm chế hắn và làm y trưởng lão phải giết chết ngũ hành thật là quá gian nan ngũ hành lấy được trung phẩm linh khí thực lực bây giờ so với lúc trước còn cường bạo hơn nhiều còn tần đức vừa vượt qua bốn đạo lời kiếp thương tích rất nặng hiện đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tỉnh tọa dưỡng thương cơ hội duy nhất ánh mắt của tần vũ lóe lên hàng quang cơ hội duy nhất chính là trung phẩm linh khí của tần vũ Diễm xí kiếm và diễm xí quyền sáu Công kích lực của trung phẩm linh khí Có thể công phá qua phòng ngự của tu chân giả Nhưng hắn chỉ có một cơ hội Một khi bị ngũ hành kia phát hiện hắn có trung phẩm linh khí Căn bản sẽ không cho hắn cơ hội để tiếp cận Đó cũng là nguyên nhân vì sao Tân Vũ một mực không dùng diễm xí kiếm và diễm xí quyền sáu Tuy nhiên dù không dùng trung phẩm linh khí cũng đủ sức để hạ sát mấy tên lúc nãy. Lá bài duy nhất ở trong tay. Ha ha ha, tất cả các người đều sẽ bị ta hạ sát. Ngũ hành đột nhiên cười lớn. Chỉ thấy một đạo ám hồng sắc quan mang xạ xuống. Rồi quan mang tối dần ở trên thân thể của làm y trưởng lão. Chồng sát na, Lam y trưởng lão gào to một tiếng ngã vật ra đất. Ông ta dĩ nhiên đã chết đối diện với sự công kích của tu chân giả lại không có linh khí nên ông ta căn bản không có chút sức lực nào để kháng cự. trùng phẩm linh khí mặc dù chưa luyện hóa, tốc độ đã gần như nhanh hơn một chút so với phi kiếm của ta. Quy lực này quả không hổ danh. Ngũ hành tâm ý chấn động, phi đau vừa xả xuống đã phi hồi lại trên tay của hắn. Mắt nhìn đoán đau ở trong tay, Ngũ hành cực kỳ kích động Lão già chết tiệt này mạnh quá Một kích Chỉ có một cơ hội thôi Chỉ có tiếp cận hắn Thì sau đó mới có thể dùng diễm xí kiếm Và diễm xí quyền sáo Tần Vũ nghiến chặt răng Cái chết của Lam Mi trưởng lão Hắn cũng không có chút xung động Hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội duy nhất này Một khi thất bại Hắn sẽ xong đời Phụ vương của hắn cũng sẽ phải chết Không thể thất bại được chẩn đồng vương Tần Đức, quyền thế của ngươi ở trong nhân gian cũng đã cực đại, đáng tiếc, ngươi lại phải chết ở trong tay của ta. Ngũ hành thời khắc đó vô cùng đắc ý, nhẹ nhàng phất tay, muốn lập tức xả xuất đoạn đau sát tử Tần Đức. Ngay lúc đó, không có một chút phong thanh, nhưng linh thức của ngũ hành tức thì đã phát hiện ra thân hình của Tần Vũ đang cực tốc di động với cự ly vài chục mét. Trong sát na, Tần Vũ đã tiếp cận gần với thân của hắn. Oanh, ngũ hành phất tay một cái, một đạo chân nguyên lực lập tức xả xuất ra, đồng thời nổ tung. Còn trên thân thể của Tần Vũ, đột nhiên tử sắc quang mang bùng cháy. Lớp da dạ ở bên ngoài cơ thể trở nên trong suốt như là một loại tử ngọc. Chân nguyên lực bùng nổ, bất ngờ lại không làm hắn bị thương. Tần Vũ kiên cường chấn áp sự kích động ở trong tâm, một quyền lập tức đánh về phía của Ngũ Hành. Mắt thấy quyền của Tần Vũ công kích tới, Ngũ Hành ở trong tâm chấn động. Tên hạ đẳng này ở bên cạnh Tần Đức, nói không chừng là một con cờ bí mật, cũng có thể có trùng phẩm linh khí ở trong tay. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Trong lòng một ý niệm lóe lên. Chết! Tần Vũ nhãn chung lóe lên chút lệ sắt, trong tay đột nhiên xuất hiện diễm xí kiếm. Nhưng khi diễm xí kiếm của Tần Vũ còn chưa hoàn toàn phát xuất, thì Ngũ Hành đã bắt đầu động thân. Đợi khi diễm xí kiếm ở trong tay của Tần Vũ xuất ra, Ngũ Hành đã tránh ra ngoài vài chục mét. Ngũ Hành nhìn thấy trên tay của Tần Vũ xuất hiện diễm xí kiếm, ngọn lửa phẫn nộ ở trong mắt liền bừng bừng. Hả? Tiểu tử kia không ngờ lại dám ám toán ta. Ngũ hành cực giận. May mắn là sát na tối hậu hắn hóa thành đạo linh quan tránh thoát được. Nghĩ lại tình cảnh bấy giờ, ngũ hành ở trong tâm, một phen sợ hãi, đồng thời cũng càng thêm phẫn nộ. Chân nguyên lực từ thể nội mãnh nhiên nhập vào trong đoạn đau chung phẩm linh khí. Chỉ thấy một đạo ám học sắc quan mang từ phía ngũ hành phóng tới tầng vũ bồng. Tần Vũ không có sự lựa chọn, liền vội vã dùng diễm si kiếm kháng cự. Tần Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chỉ cảm thấy một cổ năng lượng vô cùng khủng bố từ ở trong đoạn đao truyền lại. Cổ năng lượng sắc nhọn và cương mảnh, mang tính xuyên phá đó trực tiếp công kích lên người của Tần Vũ. Tần Vũ phản phất giống như là túi cát bắn tung lên, đồng thời tiễn huyết phun ra, sau đó vô lực rơi xuống đất đang cùng với ngũ đức đại chiến linh thức của phong ngọc tử tức thì chú ý đến cảnh đó trong lòng của ông ta chấn động diễm xí kiếm đó là diễm xí kiếm sát thủ lưu tinh này chẳng lẽ là tiểu vũ sao không đúng tiểu vũ không phải là tu luyện ngoại công sao sao lại có chân khí nhưng mà khí tức của tiểu vũ cũng rất giống với sát thủ lưu tinh kia chẳng lẽ sự thật lúc đó phong ngọc tử mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng ông ta căn bản không thể thoát thân Ngũ Đức kia không ngừng quấy nhiễu ông ta. Thất bại rồi. Tần Vũ trong lòng cảm thấy đau xót, hắn không thể minh bạch tại vì làm sao. Vào lúc tối hậu, khi hắn xuất nhất kích tất sát, Ngũ Hành bất ngờ thoái lui, chẳng lẽ hắn đã biết mình xuất chiêu sao? Tần Vũ căn bản vô phương minh bạch vì sao lại như vậy. Cổ họng của Tần Vũ thấy ngọt ngọt, tiền huyết lại muốn phun ra. Vừa rồi trong tình huống ngũ hành cực kỳ giận dữ, rõ ràng đã hạ sát chiêu. Truyền chân nguyên lực cực mạnh vào trong đoạn đao. Đoạn đao này cũng là trung phẩm linh khí. Diễm xí si kiếm của thần vũ cũng là trung phẩm linh khí. Nhưng trong đoạn đao, hàm chứa chân nguyên lực cực mạnh. Chân lực mạnh như vậy đã xuyên thấu qua đoạn đao trung phẩm linh khí để công kích. Quy lực đúng là cực đại. Vũ khí cùng đẳng cấp, người sử dụng lại chênh lệch quá xa từng đạo thanh lưu từ ở trong lưu tinh lệ phát ra ngoài bắt đầu tan ra len lỏi lên khắp toàn thân của tần vũ thương thế của tần vũ liền được khôi phục với tốc độ nhanh đến khủng bố đáng tiếc là việc hắn có chung phẩm linh khí đã bị ngũ hành biết được chẳng lẽ lão thiên là muốn cắt đứt đường sống của phụ vương ta sao tần vũ đang nằm trên mặt đất liền liếc nhìn tần đức ở đằng xa Tần Đức vẫn tiếp tục bình tĩnh ngồi nhắm mắt tĩnh tọa. Trận chiến vừa rồi, Tần Đức căn bản không hề chứng kiến. Thực tế thì Tần Đức bây giờ căn bản không có chút tinh lực nào để chú ý đến mọi thứ xung quanh. Thể nội của ông ta đang phát sinh một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vượt qua thiên kiếp, mặc dù bị trọng thương rất nặng, nhưng tiên thiên chân khí toàn thân thực sự đã phát sinh biến hóa đặc thù. Như một đại dương mênh mông ở trong đan điền lúc này như là một khoảng không gian rộng lớn từng đạo thủy lưu lưu chuyển ở trong không gian ở đan điền thủy lưu này không ngừng lưu chuyển sau đó bắt đầu tụ tập tụ thành một quả cầu tròn năm đó khi thủy hạng vượt qua thiên kiếp cũng kết xuất thành kim đan phương pháp này tần đức cũng biết sau đó tần đức bắt đầu vận chuyển bí pháp này thủy lưu tụ tập hình thành thủy cầu, thể tích khá lớn so với nó. Đột nhiên thể tích nhỏ đi một nửa, sau đó lại một lần nữa biến to ra một chút. Thu nhỏ, rồi từ nhỏ lại hơi biến thành lớn. Cứ biến to biến nhỏ như vậy. Thủy cầu không ngừng nhỏ đi, màu sắc cũng liên tục biến hóa, bắt đầu từ từ biến chuyển sang kim sắc. Cứ biến chuyển như thế 9981 lần một quả cầu màu vàng đạt kích thước phản phất như là quả trứng bồ câu xuất hiện, chính là kim đan. Xung quanh của kim đan có đạo đạo khí lưu lưu chuyển. Cuối cùng cũng thành công. Tần Đức trong lòng thư thái vô cùng. Tức thì từng đạo chân nguyên lực từ dòng khí lưu ở xung quanh kim đan xuất ra, bắt đầu chạy khắp toàn thân. Kim đan mặc dù đã thành, nhưng lục phủ ngũ tạng vừa phải chịu thương tổn cực lớn, thậm chí là chân nguyên lực đối với thương hại của thân thể cũng cực khó khôi phục. Lúc đó Tần Đức chỉ có thể từ từ khai mở nhãn thần. Vừa mở mắt, Tần Đức đã thấy một việc kinh nhân, một đạo ám hồng sắc quan mang ập đến. Đùng! Tần Đức căn bản là phản xạ không điều kiện, chân nguyên lực truyền qua, trực tiếp dùng trường kiếm của bản thân đỡ lấy ám hồng sắc quang mang kia. Đồng thời Tần Đức thân hình chấn động liền lánh ra đằng xa. Không ngờ đã kết thành kim đan, tốc độ thật là nhanh, đáng tiếc. Ngươi vừa kết thành kim đan, thực lực cũng rất là yếu. Hơn nữa thường thế ở trên thân thể của ngươi rất nặng. Hết, kể ra ngươi là tu chân giả đoạn mệnh nhất, vừa trở thành tu chân giả đã phải chết. Thật là đáng tiếc ngũ hành ngự không bay lên chân đạp phi kiếm sắc mặt đầy ngạo khí tần vũ thở vào một cái vừa thấy ngũ hành muốn giết phụ vương của mình tần vũ liền trở nên khẩn trương tiếc là thứ nhất hắn đang trọng thương thứ hai tốc độ cao nhất của hắn cũng không theo kịp tốc độ phá không của đoạn đau may mắn thay thời khắc tối hậu tần đức đã kết thành kim đan kim đan tiền kỳ tần đức Thân thể đang bị trọng thương, có một trường kiếm chung phẩm linh khí. Kim đàn chung kỳ ngũ hành, thân thể không có chút thương thế, có một phi kiếm hạ phẩm linh khí, ngoài ra còn thêm một đoạn đau chung phẩm linh khí. Kinh nghiệm khống chế trong nguyên lực của ngũ hành cũng vượt xa tẩm đức. Tại trường đại chiến này, hai người căn bản là không cùng đẳng cấp. Tần Vũ trong lòng vừa nghĩ qua như vậy, lập tức khẳng trương trở lại. Nhưng ngay cả thực lực của Tần Vũ, hắn kết hợp với phụ vương vẫn không thể bằng được. Muốn giết ta sao? Tần Đức cười lạnh. Lúc đó Tần Đức cũng đã thấy cục diện tại chiến trường. Phong Ngọc Tử bị ngũ đức cầm chân, sát thủ lưu tinh thì trọng thương, con thú hạ của bản thân thì đã chết sạch. Ông ta không có một ai để nương tựa, chỉ có thể dựa vào bản thân. Hả? một tiểu gia hỏa vừa bước vào tu chân giả cũng càng rỡ nhỉ. Ta có hảo tâm muốn tiễn người đi một đoạn. Ngũ hành cười lạnh một tiếng, sau đó căn bản không nói lời thừa. Thành đoạn đầu trung phẩm linh khí, hóa thành lưu quan, không ngừng công kích cực nhanh. Bồng 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 bồng. Trong sát na, Tân Vũ chỉ mới hai lần hô hấp. Hai người đã mấy chục lần giao thủ độ kịch liệt thậm chí không thua kém trận đại chiến của phong ngọc tử và ngũ đức nhưng tần vũ dần dần biến sắc hắn đã thấy rõ trên khóe môi của phụ vương đã bắt đầu ứa máu mỗi lần giao thủ thương thế ở trong nội thể của tần đức lại càng thêm trầm trọng ngũ hành cất tiếng cười lớn điên cuồng công kích càng thêm kịch liệt hắn hoàn toàn thấy được thương thế ở trên thân thể của tần đức rất là trầm trọng thường thế trên thân thể thật sự là rất khó khôi phục. Giàu chiến trong kịch liệt như vậy, tiền huyết ở trong miệng của Tần Đức không ngừng tuôn ra. Cút đi! Phong Ngọc Tử cực kỳ sốt ruột, mãnh liệt và tăng phi kiếm công kích, muốn giải cứu cho Tần Đức đào tẩu. Hừ, nằm mơ! Ngũ Đức ha hả cười lớn, chân nguyên lực trong thể nội điên cuồng truyền vào phi kiếm. Ngũ Đức ỷ vào công lực thâm hậu ngạnh tiếp khiến cho Phong Ngọc Tử phải đứng lại. Phụ vương, mắt thấy sắc mặt của Tần Đức càng lúc càng trắng, thương thế cũng càng thêm trầm trọng. Tần Vũ chỉ cảm thấy ở trong tim như có vạn con kiến cắn xé. Rất sốt ruột, thống khổ đến mức hô hấp cũng khó khăn. Nóng ruột quá khiến cho tầm càng đau đớn, đại não tất cả đều sinh ra ảo giác. Tần Đức bỗng nhiên hét lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, trường kiếm của ông cùng với đoạn đau của ngũ hành va chạm một cú mạnh nhất. phốc, tiền huyết phúng mạnh ra. Thương thế ở trên thân thể của tần đức tiếp tục nặng hơn, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Còn sắc mặt của ngũ hành cũng hơi có chút trắng xanh. Ngũ hành thu hồi đoạn đau, trong mắt đều là cười nhạo. Đáng tiếc, tên tiểu tử mới gia nhập tù chân giới nói xong đoán đau lại lóe sáng ở trong tay của hắn từng đạo chân nguyên lực được thâu nhập vào trong đau dừng tay phong ngọc tử cũng biết là không ổn điên cuồng quát lớn một tiếng nhưng ngũ đức cũng phát cuồng ngang nhiên kiềm chế phong ngọc tử tần vũ thấy phụ vương bị trọng thương ngã xuống đất lại thấy quan mang từ thanh đoán đau đang gia tăng nhiệt độ trong lòng đột nhiên chấn động gần một sát na toàn bộ ký ức 19 năm như là thiểm điện lướt qua đầu của hắn. 19 năm khắc khổ tu luyện là vì cái gì? Vì muốn biểu hiện giá trị của bản thân, muốn cho phụ vương vì hắn mà kiêu ngạo, vì khiến cho phụ vương hiểu hắn. Hắn cũng hữu dụng như là đại ca, nhị ca của mình. Chết đi! Ngũ hành khẽ nói, tay hơi chuyển động. Đoạn đau ở trong tay với năng lượng đạt đến cực chí lập tức hóa thành ám hồng sắc lưu quan, trực tiếp bắn về phía của Tần đức đang trọng thương. Ngũ hành nhãn tình hơi rũ xuống, trên khóe môi hiện ra một chút tiếu ý. Hắn chuẩn bị chứng kiến cái chết của Tần đức. Tần Vũ tại thời khắc ngũ hành xuất thủ, liền cực tốc phóng về phía của Tần Đức. Đợi ngũ hành xạ xuất đoạn đau, Tần Vũ đã cực tốc di động đến. Ngũ hành cách Tần Đức cự ly trên trăm mét, Tần Vũ thì ở cạnh Tần Đức, cự ly cách nhau chỉ có vài chục mét thôi. Mặc dù chỉ có vài chục mét, nhưng tốc độ của đoạn đào quá nhanh. Tần Vũ căn bản không được, chỉ biết nhìn đoạn đào cực tốc di chuyển tới. Trong lòng của Tần Vũ chỉ còn duy nhất một tín niệm là chặn lấy đoạn đào. Chặn lấy... Thanh âm ở trong lòng của Tần Vũ đột nhiên vang lên. Tốc độ hoàn toàn đến cực chí Tuy nhiên tốc độ như vậy vẫn chưa đủ, tâm can phản phất như là bị vô số côn trùng cắn xé, vô cùng đau đớn, đại não như là muốn nổ tung. Lúc đó nhãn thần của Tần Vũ đã hoàn toàn đỏ ngầu. Đột nhiên một đạo thanh lưu băng lãnh lưu nhập vào trong đầu của Tần Vũ. Tần Vũ đột nhiên trở nên chồng suốt, trong khoảnh khắc đó, cả thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, thời gian cũng hoàn toàn đứng yên. Trong đầu của Tần Vũ đột nhiên xuất hiện 36 bộ đồ tượng của ba khối thông thiên đồ. Tổng cộng 108 bộ đồ tượng. Từ bộ đồ tượng đầu tiên đến bộ cuối cùng, trong khoảnh khắc, Tần Vũ có cảm giác minh ngộ ra. Oanh Trên cơ thể của Tần Vũ liên tục xuất hiện 36 đạo ngăn sắc khí trụ, 36 đạo kim sắc khí trụ, 36 đạo tử sắc khí trụ tổng cộng là 108 đạo khí chủ tương hỗ quấn quít lấy nhau, hình thành nên một độ hình tam sắc khải giáp vô cùng hoàn mỹ tự nhiên. Đồng thời cái cảm giác thời gian ngừng lại vừa rồi biến mất, đoạn đào vẫn tiếp tục cực tốc phi hành. Ấy, có điểm khác biệt. Tần Vũ chiếu theo tốc độ của mình, tập trung trong nháy mắt phán đoán ra điểm khác biệt. Tuy nhiên, vút với 108 đạo khí trụ vây quanh tầng vũ, giống như là mũi tên rời dây cung, đột nhiên nhanh hơn gấp hai lần, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt của tầng Đức Song thủ mãnh nhiên xuất ra, Diễm Xí Quyền sáu tự nhiên xuất hiện ở trên tay. Tầng vũ song thủ giống như là ưng chảo, chụp thẳng về phía đoạn đạo dưới dạng lưu quang. Ngũ hành lúc đó đã hạ sát chiêu, năng lượng trong đoạn đạo mạnh đến đáng sợ. Bồng diễm xíu quyền sáo ở trong tay của tần vũ mặc dù đón trước đoạn đau nhưng đạo đào khí từ đoạn đau vẫn tiếp tục phóng đến bắn thẳng vào người của tần vũ tầm sắc khải giáp này nhìn thì tựa như là có uy lực rất lớn trên thực tế chỉ có khí thế mà thôi căn bản không thể phòng ngự vài chục đạo đào khí liên tục bắn vào người của tần vũ tần vũ nhục thể tuy mạnh nhưng vẫn bị bắn xuyên co bụng chỉ thấy vết thương trên bụng của tần vũ rất đáng sợ tiền huyết phun ra như mưa mất máu nhanh làm cho thân thể của tần vũ rung lên diễm sĩ quyền sáu trong phút giây nỗ lực đứng dậy tần đức đã thấy quyền sáu trên tay của tần vũ nhất thời ngay người ra sát thủ lưu tinh này tại sao lại có diễm sĩ quyền sáu không phải chỉ có vũ nhi mới có sao tần đức nghĩ lại cái ngày mà mình cùng với phong ngọc tử phán đoán thân phận thực sự của sát thủ lưu tinh chẳng lẽ tần đức trong lòng chấn động bất quá vũ nhi không có chân khí mà <laughs> ngũ hành đại nộ thân hình lóe lên lập tức phóng đến đồng thời đơn thủ chỉ tới phi kiếm nguyên bản của hắn lập tức phóng về hướng của tần vũ tần vũ bị đào phí phá thủng bụng bị thương ở nơi yếu hại, căn bản là không kịp tránh né. Phốc, một đạo phi kiếm tựa như là chạm vào đoạn đau ở trên tay của Tần Vũ. Trước tiên bay đi đâm thủng lòng ngực của Tần Vũ, sau đó đâm thủng tim của Tần Vũ. Cùng lúc đó Lưu Tinh Lệ phát xuất từng đạo thanh lưu không ngừng chảy đến để khôi phục. Tiếc rằng trái tim chính là chỗ yếu hại ở trên cơ thể của con người. Phụ vương, Tần Vũ nhìn về phía phụ vương, nỗ lực tạo ra một chút tiếu dung. Thời khắc đó thanh âm của hắn đã khôi phục lại thành thanh âm của Tần Vũ. Cái gì? Tần Đức cuối cùng đã biến sắc. Sát thủ lưu tinh thật sự là nhi tử của mình. Tái kiến, hiện tại xem ra con cũng có chút hữu dụng. Tần Vũ nỗ lực mỉm cười. Tuy nhiên vết thương yếu hại ở trên ngực khiến cho cơ nhục ở trên mặt của Tần Vũ hơi giật giật. Đột nhiên trong mắt của Tần Vũ xuất hiện vẻ quyết tâm liều mạng vô cùng dữ dội. Cả hai cùng chết đi. Ngũ hành đã phóng tới. Tần Vũ mãnh nhiên ngửa cổ hú dài lên một tiếng. Sắc mặt trở nên dữ tận. Tốc độ của sông thủ đang nắm đoạn đầu liền đạt đến cực hạn. Chỉ thấy bóng long chảo mơ hồ liên tiếp phóng đến. 108 đạo khí trụ ở trên thân thể của Tần Vũ đều vội vã lưu động. Sông chảo của Tần Vũ tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua cả tốc độ phi hành cực tốc vừa rồi của đoạn đau, trực tiếp cắm thẳng vào ngực của ngũ hành. Tần Vũ hữu thủ, thủ mãnh liệt nắm chặt, tâm tạng của ngũ hành liền trực tiếp bị Tần Vũ bóp nát. Không thể nào! Ngũ hành nhãn tình trợn tròn, mắt nhìn sông thủ xuyên qua ngực của mình, sắc mặt lộ vẻ khó tin Vừa rồi phi kiếm cũng đã xuyên qua ngực của Tần Vũ trực tiếp đâm thủng trái tim. Thậm chí ngay cả tù chân giả cũng phải chết. Nhưng tại sao Tần Vũ lại có thể kiên trì lâu như vậy? Ngũ hành căn bản không biết. Tần Vũ vừa thụ trọng thương. Lưu tinh lệ liền vội vã phát xuất đạo đạo thanh lưu, không ngừng dung nhập vào trái tim, khiến cho Tần Vũ có thể kiên trì một lúc lâu, lại tung ra một kích tối hậu sư để ngũ đức điên cuộn gào lên một tiếng đột nhiên một tiếng ưng kêu thê lương chợt vang lên một đạo lưu quang từ cao không vạn mét ở trên chín tầng mây hạ xuống chính là tiểu hắc tiểu hắc bay ở rất cao phát hiện thấy sinh mệnh của tầng vũ đang gặp nguy hiểm liền vội vã phóng xuống tiểu hắc điên cuồng ai oán kêu lớn cực tốc bay xuống tầng vũ trái tim đã bị đâm xuyên qua thậm chí là lưu tinh lệ cũng không có khả năng khôi phục tần vũ chỉ cảm thấy trước mắt dần dần tối sầm hắn không thể hô hấp được hắn biết rõ hắn sắp phải chết ánh mắt của hắn mờ đi rất nhanh đồng thời thân hình của tần vũ cũng bắt đầu biến đổi khôi phục lại hình dạng vốn có của tần vũ lúc này tần vũ không thể tiếp tục duy trì hình dạng đã được dịch hình hoáng cốt nữa mắt thấy biến hóa trên thân hình của tần vũ Tần Đức chỉ cảm thấy trong tim nhói đau như là bị thắt lại. Nước mắt căn bản không thể kiềm chế, đã chảy ròng ròng. Tần Vũ nhìn Tần Đức, trên mặt bất ngờ lại có chút tiếu dung, sau đó nhãn thần hoàn toàn tắt liệm. Vũ Nhi chết rồi. Tần Đức toàn thân chấn động, cả thân thể phản phất như là bị lối điện tập trung. Nhưng, cha không cho con cơ hội, một chút cơ hội cũng không cho con. Cha chỉ nói con tham gia cũng không có chút hữu dụng. Phụ vương, người không cho con cơ hội, sao dám khẳng định con không hữu dụng? Vì sao, vì sao chứ? Ha ha ha, ta đúng là vô dụng, một kẻ tối vô dụng. Vô luận ta nỗ lực ra sao, vô luận ta tu luyện đến cảnh giới nào, ta vĩnh viễn vẫn là kẻ vô dụng. Thật đáng cười, bao nhiêu năm nay, ta tu luyện vì cái gì? Ta tu luyện để làm gì? Ta tu luyện có tác dụng gì chứ? thanh nằm trong quá khứ của Tần Vũ vọng về bên tai. Toàn thân của Tần Đức trở nên run rẩy. Ông nhớ rõ câu nói cuối cùng nhi tử của mình lưu lại. Tại kiến, bây giờ xem ra con cũng có chút hữu dụng. Tần Đức ngửa mặt lên trời gào lớn, cực kỳ bi thương. Lúc đó cả thiên không đột nhiên xuất hiện sắc hồng u ám. Phản phất như lúc mới bắt đầu thiên kiếp. Tuy nhiên lần này, diện tích bao phủ rộng lớn hơn nhìn qua thấy cả thiên không toàn sắc hồng ảm đạm. Ở trung tâm của sắc hồng là một đám mây hỏa hồng sắc, phản phất như là kiếp vân. Tiểu hát xòe cánh ra, quạt về phía của Tần đức một cái, không ngừng kêu lên đau đớn. Từ trong ưng nhãn của tiểu hát, nước mắt chảy ra như vô số hạt chân châu. Nhưng Tần Vũ vẫn bất động. Tần Đức bị Tiểu Hắc quạt tới, tức thì ngã ngồi xuống đất oanh hỏa hồng sắc kiếp vân từ thiên không bỗng nhiên vang lên một tiếng một đạo quan trụ cực kỳ to lớn từ thiên không giáng xuống đạo quan trụ này kể ra phải ba bốn người trưởng thành mới ôm xuể hỏa hồng sắc quan trụ cự đại này phản phất như là thiên lôi đánh xuống mục tiêu là tần vũ lúc đó song thủ của tần vũ vẫn nằm ở trong ngực của ngũ hành còn tiểu hắc dùng hai cánh để ôm chặt tần vũ ngay cả khi quan chủ khủng bố từ thiên không bổ xuống thì nó vẫn bất động oanh quan chủ đánh thẳng lên người của bọn tần vũ phạm vi của quan chủ rất là rộng bao chùm lên cả tần vũ ngũ hành lẫn tiểu hắc vũ nhi lúc đó tần đức đã tỉnh lại bất kể như thế nào ngay cả khi nhi tử đã chết cũng không thể chết không toàn thay chứ nhưng đợi khi quan chủ tiêu thất ở địa phương vừa bị tập kích thậm chí ngay cả vũ khí chiến đấu của hai người cũng biến mất không còn sót lại vật gì vũ nhi tần đức nghiến chặt răng toàn thân lại rung lên từng chuyện ở trong quá khứ hoàn toàn xuất hiện ở trong đầu cảnh di tử trách vấn mình lại không ngừng xuất hiện à, à à còn đúng là vô dụng một kẻ tối vô dụng vô luận có nỗ lực ra sao Vô luận con tu luyện đến cảnh giới nào Con vĩnh viễn là kẻ tối vô dụng Thật đáng cười Bao nhiêu năm nay con tu luyện vì cái gì Con tu luyện để làm gì Con tu luyện có tác dụng gì chứ Trong lòng của Tần Đức Chàng đầy sự đau thương Căn bản không ngăn được nước mắt đầm đìa ở trên mặt Nằm nhì không dễ dàng rơi lệ Chỉ là vì quá thương tâm Hạn quản ngũ đức Tần Đức đột nhiên nhìn về phía ngũ Đức. Lúc đó trong lòng của Tần Đức ngập tràn cù hận. Nếu không phải là hạng quản, nếu không phải là hai tên tu chân giả, với thực lực của nhi tử, làm sao có thể chết được? Tần Đức không đếm xỉa đến vết thương ở trên thân thể, mãnh liệt, phí động chân nguyên lực, cầm trường kiếm trong tay, nhắm hướng ngũ Đức phóng tới. Ngũ Đức vốn đang giao tranh bất phần cao thấp với phòng ngọc tử, mắt thấy tần đức điên cuồng phóng tới truy sát tức thì cả kinh bất kể như thế nào tần đức cũng là kim đan tiền kỳ trong tay lại có chung phẩm linh khí vả lại còn thêm phong ngọc tử cũng đang cuồng loạn công kích ngũ đức lập tức ngự trên phi kiếm dùng tốc độ nhanh nhất như là một làn khối trực tiếp phá không bay đi công kích lực của hắn cực cao tốc độ phi hành cũng vượt qua tốc độ chi đuổi của bọn tần đức thấy ngũ đức chạy thoát. Tần đức cuồng nổ công tâm, bỗng nhiên thổ sức một tia tiễn huyết. Lục phủ ngũ tạng của ông đã bị thương rất là trầm trọng. Vương gia hãy bình tĩnh, ông hãy bình tĩnh lại nào. Phong Ngọc Tử vội vã đỡ Tần Đức xuống. Ông biết lúc này vết thương của Tần Đức rất là nghiêm trọng. Tuy vậy trong mắt của Tần Đức đã nổi uất hận cực độ. Ngũ Đức hạng quản, thế tử của ta đã chết bây giờ nhi tử của ta cũng chết. Hạng quản ngũ đức, Tần đức ta tại đây xin thề, không giết chết các người, Tần đức ta sẽ chết không chỗ chôn. Phòng huynh, cùng ta trở về, mọi kế hoạch trước đây, nhanh chóng khởi động, nửa năm sau nhất định phải chuẩn bị xong xuôi. Ta phải dẫn trăm vạn đại quân đạp bằng hạng gia, tiêu diệt toàn bộ gia tộc họ hạng và khiến cho tên ngũ đức kia hồn phi phách tán. Tần Đức nghiến răng ken két, nhán thần đỏ ngầu cuồng dại, khiến cho người khác cảm thấy khiếp đảm. Chiều, tịch dương tây hạ, ánh sáng tuy không rực rỡ, nhưng chiếu sáng cả mặt đất. Sông trong một tòa đình viện phương phủ chấn đông vương, có phần âm u lạnh lẽo. Tần Phong, Tần Chính, Từ Nguyên, Phong Ngọc Tử, bốn người đều ngồi cạnh bàn đá, Tần Đức một mình chắp tay sau lưng đứng trong đình viện, ngẩng đầu nhìn về một cây liễu. Đình viện này là độc viện riêng của Tần Vũ tại Vương phủ. Cây liễu do Tần Đức và Tần Vũ cùng chồng lúc Tần Vũ còn bé. Bất luận Tần Phong, Tần Chính hay là Từ Nguyên, trên mặt đều không có một chút tươi cười. Tiểu Vũ đã chết. Tần Phong và Tần Chính khi mới nghe được tin này đều ngẩn người. Họ vô pháp tưởng tượng tam đệ của mình đã chết như vậy. Hơn nữa chết không toàn thay. Một đạo lôi điện bí mật đánh không còn gì cả. Tần Phong và Tần Chính vẫn nhớ lời hứa của mình. Họ phải bảo vệ thân đệ đệ của mình, song họ lại vô pháp tiếp tục thực hiện lời hứa. Mọi kế hoạch toàn bộ tăng tốc, thời gian nửa năm. Chính nhi, thời gian nửa năm lương thảo hậu cần, giáp trụ vũ khí các thứ đó có thể chuẩn bị tốt hay không? Thanh âm của Tần Đức đang chấp tay sau lưng, đột nhiên vang lên ở trong đình viện thông thoáng. Tần Chính, chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu nói. Nửa năm, phụ vương, lương thảo các thứ hoàn toàn chuẩn bị xong. Nửa năm cũng đủ, nhưng mà đưa số trang bị này đến các đội quân cần một khoảng thời gian. Nếu như kéo dài một chút, 8 tháng có thể hoàn thành tốt đẹp. Nếu đích xác phải chạy đua với thời gian, nửa năm có thể miễn cưỡng hoàn thành. Được, từ nguyên, thời gian nửa năm tiến trình trong kế hoạch phi ưng có thể hoàn thành không? Tần Đức tiếp tục hỏi. Từ nguyên suy nghĩ chốc lát rồi nói. Vương gia án theo kế hoạch ban đầu của chúng ta phải có thời gian 2 năm chuẩn bị. Bây giờ muốn tăng tốc chuẩn bị tốt ở trong vòng nửa năm, thời gian có chút khẩn trương bất quá mười mấy năm nay luôn tiến hành. Nếu tăng tốc trong nửa năm, vẫn có thể miễn cưỡng khởi động toàn bộ kế hoạch. Tốt! Tần Đức đột nhiên xoay người nhìn mấy người kia rồi nói. Như vậy hơi kéo dài ra một chút, sau bảy tháng phát động tổng tấn công toàn diện, chiếu theo kế hoạch, nhất định trong vòng nửa năm thống nhất cả sở phương chiều. Trong mắt của Tần Đức, hàng quan lăng lệ ghê người. Vâng, phụ vương, Tần Phong, Tần Chính và Từ Nguyên tức khắc đứng dậy khom người nhận lệnh. "Phong Nhi, ngươi lập tức quay về quân đội, trang bị quân đội Lương Thảo, toàn bộ giao cho Chính Nhi, thống nhất điều động quân đội do ta nắm giữ toàn cục." Tần Đức trực tiếp nói, "Được rồi, tất cả có thể đi lo liệu việc." Tần Phong, Tần Chính, Từ Nguyên lập tức cúi người đi ra. "Vương gia, người nên nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều một chút." người vẫn còn mang thương tích. Phong Ngọc Tử hơi lắc đầu than một tiếng nói. Tần Đức lại xoay người nhìn cái liễu. Điều dưỡng nghỉ ngơi sao? Ta còn lòng giả thảnh thơi đó sao? Không đạp bằng tay vực tứ quận, diệt hạng gia nhất tộc, giết hạng quản, ngũ đức, khiến chúng hồn phi phách tán, ta sao có thể an tâm nghỉ ngơi? Phong Ngọc Tử bắt giác cười khổ, sau đó ông không quá lo lắng với linh dược ở trong vương phủ lại thêm tận đức hiện giờ thực lực đã đạt đến kim đen tiền kỳ thường thấy trong thể nội một tháng là có thể hoàn toàn khôi phục vương gia ta trở về trước người có việc gì thì phái người đến tìm ta phong ngọc tử hơi cung tay nói phòng huỳnh thông thả ta không tiễn Tân đức bình tĩnh nói phong ngọc tử khẽ gật đầu sau đó phá không mà bay đi nội trong nửa năm chấm vạn đại quân nhất định phải đạp bằng được tay vực tứ quận tiêu diệt hạng gia nhất tộc tần đức tự nói thầm sát khí tràn ngập ở trong mắt cút một tiếng quát lớn từ trong nhà truyền ra hạng quản bên ngoài bất giác run người lần này hạng quản rất là oan uổng vừa nghe thấy thượng tiên trở về hắn lập tức vội vã chạy đến hắn muốn biết Tần Đức rốt cuộc là sống hay chết. Trên đường từ Hoàng Cung đến nơi ở trong lòng của hắn luôn kích động. Nhưng hắn mới vừa mở miệng đã bị mắng. Mẹ nó, tên ngũ đức này chấm giao cho chúng xích thịnh đan rồi. Lẽ nào hắn chưa giết được Tần Đức mà đã quay về? Hạng quán nổ khí dân chào, nhưng hắn biết một điều. Bất luận như thế nào cũng không thể đắc tội với Thượng Tiên. Dẫu sao Thượng Tiên chính là chỗ dựa của hạng gia hắn. Xích thịnh đan là phần thưởng để cho ngũ đức Hai người giết chết tần đức Nếu như chưa giết được tần đức Hạng quản dĩ nhiên là phẫn hận mà không biết làm sao Hoàng thượng Thái giám ở bên cạnh của hạng quản lập tức khôn người Chảnh ra Tay áo của hạng quản phất lên gạt thái giám sang một bên Sau đó cố gắng nặng ra vẻ tươi cười rồi nói Thượng tiên Hạng quản tiểu nhi hôm nay bổn thượng tiên tâm tình không vui, đừng quấy rầy ta. Ngũ Đức lạnh giọng nói. Hạng quản nuốt cái ực, giữ điệu bộ tươi cười nhạt nhẽo nói. Thượng tiên, lần trước không phải là ta đã đưa xích thịnh đan cho tiền bối. Thỉnh tiền bối giúp đỡ sát tử Tần Đức sao? Không biết Tần Đức sống hay chết? Bất kể như thế nào, hạng quản vẫn phải hỏi cho ra vấn đề. Hơn nữa hạng quản cũng không tin tên ngũ đức đó lại dám giết hắn. Bùng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy tung, hai cánh cửa đập lên cạnh tường. Ngũ đức trường phát tung bay, mặt đầy nổ khí bước ra. Trong mắt lấp loán phẫn nộ và oán độc nhìn chăm chăm vào hạng quản. Hạng quản bị bộ dạng của ngũ đức làm cho khiếp sợ liên tục thối lui về sau. Đừng nói điều gì về tầng đức với ta. Việc lần này cả sư đệ của ta cũng vì thế mà mất đi tính mạng Ngươi còn nói xích thịnh đang với ta sao? Con hỏi ta làm gì tần đức? Cút cho ta. Đương tưởng ngươi là con cháu của hạng gia, ngũ đức của ta không dám động đến ngươi. Nộ khí ở trên người của ngũ đức giống như là thực chất áp bức lên hạng quản. Hắn và sư đệ, hai người làm bạn mấy trăm năm, tình cảm rất là sâu đậm. Lần này cái chết của ngũ hành là một đả kích rất lớn đối với ngũ đức. Hơn nữa, nằm cây đoạn đào chung phẩm linh khí ngũ hành khi đó thu được cũng đã bị đậu quán chủ xuất hiện, đột ngột lúc cuối đã oanh mất. Chuyến đi lần này, ngũ đức một chút lệ lộc cũng không có, lại mất đi sư đệ, hắn làm sao mà không tức giận. Thượng tiên ngu giận, ta đi ngay không quấy rầy thượng tiên nghỉ ngơi. Thượng tiên ngu giận. Hạng quản bị hù dọa đến té đái vải phân, lập tức dẫn thủ hạ một đám người chạy xa khỏi nơi mà ngũ đức ở, chồng hết sức nhếch nhác. Hạng quản quay đầu nhìn chỗ ở của ngũ đức, xa xa hư lạnh một tiếng rồi vội quay về hoàng cung. Hồng hoang vô biên, đến nay vẫn chưa có người nào có thể nói chính xác diện tích của hồng hoang. Càng vào sâu hồng hoang, thiên địa linh khí càng hùng hậu, đồng thời yêu thú cũng càng lợi hại. Một nơi nào đó cách biên giới của hồng hoang gần 10 vạn dặm. Đương nhiên, Quãng đường 10 vạn dặm này ở trong hồng hoang bất quá là cự ly không xa. Dẫu sao hồng hoang quả thật là quá lớn. Nơi này có một cái hồ rất lớn. Bên cạnh hồ là một công trình kiến trúc hình ngọn núi to lớn. Tòa kiến trúc có hai tầng cao sắp xỉ 8-9 mét mà thôi. Song phần diện tích chiếm ở trên mặt đất lại lớn kinh người. Chiều dài chiều rộng đều hơn trăm mét. Bên trong của tòa kiến trúc mỗi gian phòng rất là lộng lẫy. Trong phòng thậm chí có các loại ánh sáng đèn tìm lông đại lục chưa từng nhìn thấy, phát ra đủ loại màu sắc. Bên trong kiến trúc, tại một đại sảnh rộng rãi, Sang nhà thuần màu bạc. Trên sàn nhà màu bạc, đang nằm chính là một thanh niên bị thương ở phần ngực. Một trung niên nhân, bạch mi kéo dài tận tóc mai, còn có một con hát ân. Chính là tần vũ, ngũ hành và hát ân đã bị mất tích. Dưới sự quan sát của Tần Đức, ánh mắt của Tần Vũ hoàn toàn ảm đạm, tim nhảy mạch đập cũng không còn, đình chỉ cả hô hấp. Đây chính là cảm giác đã chết sao? Tần Vũ màng máng nhớ tiếng kêu bi thương của Tiểu Hắc, xong thì Tần Vũ căn bản vô pháp lên tiếng. Thậm chí cả ngón tay cũng không thể cử động được một chút, nhưng linh hồn ý thức thì vẫn tồn tại như cũ. Theo sự định chỉ của cơ năng thân thể linh hồn của Tần Vũ bắt đầu một phen chấn động, một cổ hấp lực không thể kháng cự từ ngoài giới truyền vào, tác dụng trực tiếp lên linh hồn của Tần Vũ, phản phất là muốn hút đi linh hồn của Tần Vũ. Ta đã chết, linh hồn phải tiến nhập vào lưng hồi sau Tần Vũ căn bản vô pháp kháng cự, linh hồn ý thức của hắn chỉ có thể cảm thụ được một cổ hấp lực. Cổ hấp lực này bá đạo và rất mạnh. Linh hồn của Tần Vũ bồng bềnh bắt đầu bay lên, phản phất muốn bay khỏi thân thể của Tần Vũ. Đột nhiên, một cổ nhiệt lưu từ vị trí ấn ký lưu tinh lệ ở trên ngực tuôn ra, trực tiếp bao bọc lấy linh hồn ý thức của Tần Vũ. Ấy, ấm quá, giống như là đang được nước ấm bao bọc. Ý thức của Tần Vũ chỉ có cảm giác như thế, đồng thời cổ nhiệt lưu cách ly khỏi hấp lực. Linh hồn của Tần Vũ vẫn lưu lại ở trong thân thể của hắn không bị hút đi. Linh hồn của Tần Vũ được nhiệt lưu của lưu tinh lệ bao bọc. Tần Vũ vô pháp phát giác ngoại giới rốt cuộc là phát sinh cái điều gì. Thậm chí một đạo hỏa hồng sắc quan trụ từ trên trời bắn lên mình của Tần Vũ, hắn cũng không có chút cảm giác. Lưu tinh lệ đồng thời phát xuất đạo đạo thanh lưu liên tục ngắm vào vết thương của Tần Vũ. Thương tích trên mình của hắn phục hồi không ngừng, song vết thương ở trên tim bị xuyên thủng tốc độ phục hồi rất chậm, nhưng vẫn từ từ phục hồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh hồn của Tần Vũ hưởng thụ sự ấm áp, phản phất như là đứa bé đang hấp thu cổ năng lượng ấm áp. Linh hồn hắn cũng chậm chậm biến đổi, thực chất hóa hơn linh hồn trở thành hình dạng dĩa tròn bảy màu. Màu sắc bản thân linh hồn rất là rực rỡ, tươi đẹp, hấp dẫn người khác. Đồng thời xung quanh linh hồn, năng lượng không ngừng lập lè, giống như là thiểm điện. Tùy theo linh hồn hấp thu nhiệt lưu, những thiểm điện càng lập lè mạnh mẽ. Chớp mắt, 7 ngày đã trôi qua. Vết thương cực lớn ở trên ngực của Tần Vũ thậm chí một vết sẹo cũng không có. Sở dĩ hao phí 7 ngày, có lẽ là tâm tạng khó phục hồi nhất. Vết thương nhục thể thông thường chỉ nửa ngày, cả vết sẹo cũng đã biến mất, tâm tạng lại mất tròn 7 ngày. Linh hồn của Tần Vũ vẫn ở trong sự ấm áp. Đột nhiên, Tần Vũ cảm nhận sự ấm áp tan biến, đồng thời một thứ cảm giác quen thuộc chậm chậm trở về. Hắn rất là thích thứ cảm giác này. Đó là cảm giác điều khiển cả thân thể Linh hồn, nhục thể hoàn toàn liên hệ Mắt của Tần Vũ đột nhiên mở to Hai tay lúc này vẫn còn dính chặt Ở trên ngực ngủ ngủ hành Hắn đương nhiên không thể sống Tần Vũ rút mạnh tay ra Đồng thời hai tay chấn động Cơ nhục rung rung cực nhanh Máu tươi liền bị bắn tung Hô Tần Vũ lầm cầm bò dậy Nhìn bốn phương tám hướng hắn vừa nhìn đã thấy tiểu hát cách mình không xa. Tiểu hát đang ngẩn người nhìn chăm chú vào tầng vũ. giây lát liền kêu lên hưng phấn. Tiếng ừng gáy không ngừng vang vọng, đồng thời nhanh chóng chạy đến. Đôi cánh to lớn ôm chặt lấy tầng vũ, vẫn kêu rú in ỏi. Ha ha, tiểu hắc được rồi, ấy nước miếng của người chảy lên người của ta rồi kìa. Tầng vũ và tiểu hát đùa giỡn ầm ý, Hoan nghênh chủ nhân, không ngờ chủ nhân cả tâm tạng bị xuyên thủng vẫn có thể được cứu sống, thật sự là khiến cho tiểu Tinh quá kinh ngạc. Tiếng trẻ con trông chẻo vang lên ở trong đại sảnh rộng thênh thang. Tần Vũ và Tiểu Hắc đều giật cả mình. Linh thức của Tần Vũ mở rộng ra, đây là một kiến trúc hết sức là quái dị, căn bản không giống với kiến trúc ở Tiềm Long Đại Lục. Song Tần Vũ lại không phát hiện ra người nào. Ẻ, người là ai? Tần Vũ lập tức nói: lẽ nào là ngươi đã cứu sống ta sao? Ta là Tiểu Tinh, bất quá không phải là ta cứu người, là người đã tự cứu sống mình. Tiếng trẻ còn trong trẻo dễ nghe lại vang lên. Tần Vũ hơi nhướng mày, hẳn nhớ lại cảnh tượng hắn bị ngũ hành xuyên thủng tâm tạng, hình như lưu tinh lệ không ngừng phát ra đạo đạo thanh lưu để phục hồi tâm tạng. Tuy nhiên, rất là chậm nhưng vẫn có thể hồi phục. Còn khi cơ năng của thân thể hoàn toàn bị đình chỉ, linh hồn bị hấp thu, lại có một cổ nhiệt lưu bao bọc lấy linh hồn của hắn. Lẽ nào là lưu tinh lệ đã cứu ta sao? Tần Vũ thầm nói. Lưu tinh lệ này quả thật rất là thần kỳ, chí ít Tần Vũ hiện tại căn bản không thể lý giải vì sao cả tâm tạng bị xuyên thủng mà bản thân lại vô sự. Nên biết dù là tu chân giả Nếu như dưới cảnh giới động hư kỳ Một khi tâm tạng bị xuyên thủng chỉ có thể chết Nếu là cao thủ từ động hư kỳ trở lên Tâm tạng bị xuyên thủng, nhục thể vẫn bị hủy Chỉ có thể dựa vào linh hồn nguyên anh tu tán tiên Từ trước giờ chưa từng có nghe qua Chuyện tâm tạng bị xuyên thủng vẫn có thể sống lại Tạm thời không suy xét vấn đề này Tân Vũ chỉnh đốn tâm tình một chút hỏi Ngươi là tiểu tinh Tiểu tinh lại là ai Ngươi vì sao lúc đầu gọi ta là chủ nhân Nói rõ ràng mọi việc có được không Hơn nữa cái ánh sáng đèn ở nơi này Sao kỳ lạ như vậy chứ Tần Vũ ngẩng đầu nhìn phía trên Đó là một chế phẩm hình vuông To lớn trong suốt Bên trong phát tán ra ánh sáng Năm sáu màu rực rỡ đẹp đẽ. Tiểu tinh là quán gia của tòa nhà này Là một trí tuệ nhân tạo căn biệt thự do chủ nhân đầu tiên lôi vệ kiến tạo. Ta theo chủ nhân lôi vệ phiêu bạc ở trong vũ trụ, chủ nhân không ngừng tu luyện thể ngộ. Nguyên bổn của chúng ta ở trong một vũ trụ khoa học kỹ thuật rất là phát triển. Biệt thự này được chủ nhân luyện chế thành, sau đó thu vào trong chữ tồn giới chỉ. Có một lần chủ nhân mạo hiểm tiến nhập vào lỗ đen, bị lỗ đen hút vào, sau khi còn sống trở ra thì đến một vũ trụ khác. Chủ nhân tiến nhập vào tinh cầu chính là tinh cầu của người đang sống. tiếng trẻ con trông chẻo nói rất là hưng phấn. Tần Vũ lại nhíu mày. Ủy, trí tuệ nhân tạo, biệt thử, khoa học kỹ thuật, lỗ đen, tinh cầu. Tần Vũ hoàn toàn không hiểu. Tần Vũ cũng không hiểu bản thân vì sao đến được nơi này. Tinh cầu này lại hoàn toàn thuộc về tu chân. Vũ trụ ban sơ của chúng ta cũng có tu chân nhưng trong một vũ trụ khoa học kỹ thuật tung hành người tu chân rất là ít, cực kỳ ít. Nhưng mà người tu chân của tinh cầu này cực kỳ nhiều, hàng ngàn hàng vạn. Trải qua một khoảng thời gian tại tinh cầu, chủ nhân phải độ thiên kiếp. Người lo lắng độ thiên kiếp thất bại nên sớm đã lưu ta lại ở trong hồng hoang này. Dặn ta đợi chủ nhân đời thứ hai. Quả nhiên, đợi bao nhiêu năm thì cuối cùng truyền thống trận pháp đã khởi động đưa đến chủ nhân người rồi. Tần Vũ hơi minh bạch một chút, nhưng đối với một số cái tên gọi khoa học kỹ thuật lại không hiểu. Tiểu tình sao ngươi nãy giờ không xuất hiện, ra đây nói chuyện với ta nào? Tần Vũ căn bản không biết trí tuệ nhân tạo là vật gì nên nói như thế. Đợi một chút. Tiểu tình không có thực thể, chỉ có thể dùng ảnh ảo thôi. Chỉ thấy hình ảnh xuất hiện phía trước Tần Vũ, chính là hình dạng một con mèo nhỏ. Tân Vũ không nói nên lời, tay bất giác đưa tới, nhưng tay lại xuyên qua thân thể của tiểu miêu. Ảnh ảo này nhìn qua giống y như là thật, chỉ có tiếp xúc mới phát hiện nó bắt quá là ảo ảnh mà thôi. Hi hi, chủ nhân là người của Tiềm Long Đại Lục, căn bản không biết khoa học kỹ thuật là cái gì. Lôi vệ chủ nhân vốn dĩ sớm đã chuẩn bị một quyển sách viết bằng ngôn ngữ của Tiềm Long Đại Lục ngươi từ từ mà xem đi. Xem xong ngươi sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Cần lật trang nào thì gọi ta một tí là xong. Một quyển thư tịch cổ xưa nổi bồng bềnh ở trước mặt của Tần Vũ. Dĩ nhiên đây cũng là ảnh ảo. Tần Vũ ngơ ngác nhìn. Lúc sau thì nuốt nước bọt ực một cái. Mặc kệ bắt đầu xem cẩn thận. Tần Vũ xem một nền văn minh mới mẻ hoàn toàn khác với văn minh tu chân xuất hiện ở trước mặt của hắn lôi vệ là một người cực kỳ thông minh một quyển sách vài chục vạn chữ giúp cho tần vũ hiểu rõ ý nghĩa của nền văn minh khoa học kỹ thuật chỉ ít thì tần vũ biết phương pháp sử dụng căn biệt thự này hóa ra ta được truyền tống đến ngôi biệt thự này mặt của tần vũ hơi tươi cười hắn hoàn toàn minh bạch mọi chuyện tinh thần biến muốn tu luyện nhất định ngoại công phải đạt đến tiên thiên đại viên mãn cũng chính là hoàn toàn tu luyện thành công thông thiên tam đồ. Tiêu chí tu luyện đạt đến cực điểm chính là bên ngoài của thân thể bao trùm tam sắc áo giáp do 108 đạo khí trụ hình thành. Một khi tam sắc áo giáp hình thành, cử đại truyền tống trận thần kỳ sẽ cảm ứng được trực tiếp truyền tống tầng vũ vào trong ngôi biệt thự chuẩn bị sẵn này. Đồng thời tiểu tinh cũng sẽ tự động tiếp nhận máu của tầng vũ tiến hành nhận chủ. Chủ nhân, chủ nhân đời thứ nhất từng lưu lại một đoạn hình ảnh, trong đó có một số việc ông ấy cần nói với người, người có muốn xem không? Tiểu tình nhấp nháy đôi mắt, vung vẩy cái đuôi nhỏ. Tần Vũ bắt giác thầm kinh ngạc. Đối với lôi vệ này, hắn thật sự là rất kính ngưỡng. Hiển nhiên, lôi vệ chính là cao thủ thần bí, giết chết đại thành kỳ cao thủ. Vài tán tiên, còn có mấy mươi độ kiếp kỳ, không minh kỳ. Còn lấy lịch càng kỳ quái hơn nữa, thậm chí không thuộc về thế giới tu chân này. Muốn gặp tiền bối đó không? Tiểu tinh cấp quyền ra vào biệt thự cho tiểu hắc. Còn nữa, đợi ta xử lý xong thi thể của lão quỷ này. Ờ, ở đây là... Mới nhìn thi thể của ngũ hành, tần vũ liền phát hiện một việc. Ngũ hành chết đi, phi kiếm, đoạn đau, còn có chữ vật thủ chạc. Trong thể nội của hắn lại tự nhiên rơi ở bên cạnh Phi kiếm và đoạn đao Tần Vũ không quá xem trọng Nhưng chữ vật thủ chạc Thì Tần Vũ trước giờ chưa từng thấy qua Cầm chữ vật thủ chạc lên Chữ vật thủ chạc này Chủ nhân lúc trước đã chết Là vật vô chủ Tần Vũ lập tức chích huyết nhận chủ Nhỏ một giọt máu tươi Lên chữ vật thủ chạc Sau đó được chữ vật thủ chạc Hấp thu hoàn toàn ấy thật là thần kỳ Lại có không gian lớn như một căn phòng vừa đeo chữ vật thủ chặt, Tần Vũ liền cảm thụ được không gian ở bên trong chữ vật thủ chặt. Tần Vũ đeo chữ vật thủ chặt ở trong lòng, một phen hoan hỷ. Tâm ý vừa động, thì vật ở trong chữ vật thủ chặt liền xuất hiện ở trên tay. Sát nà lại nhập vào ở bên trong, thật là hết sức thuận tiện huyền ảo. Tần Vũ bắt giác, ngầm cảm thán chữ vật thủ chặt này quá là thần kỳ. Tiểu hát. Ngươi từ nay có thể đi lại tùy tiện ở trong ngôi biệt thự này, đến đây, đi chung thi thể lão quỷ này với ta nào." Tần Vũ chộp lấy thi thể của ngũ hành, sải chân bước ra khỏi đại sảnh ban nãy. "Chủ nhân, đến đây, đi bên này này, ban nãy là luyện vũ sảnh." Tường và sàn màu bạc, xung quanh luyện vũ sảnh do đương sơ chủ nhân du lịch vũ trụ thu thập được một loại khoáng thạch tại một tinh cầu, có lực hút rất lớn đã chế luyện thành độ cứng đặc biệt cao, dù thứ như tu chân giới này gọi là thượng phẩm linh khí thì cũng chỉ có thể lưu lại vết tích mà thôi. Tần Vũ lại ngầm tắt lưỡi, luyện vũ Sảnh, những bức tường sàn này không ngờ lại kiên ngạnh như vậy. Tần Vũ không biết lôi vệ phiêu bạc mạo hiểm ở trong vũ trụ, gặp qua rất nhiều tinh cầu đặc biệt, có một vài tinh cầu lực hút rất lớn, thậm chí cả lôi vệ cũng không dám tiến vào bước ra khỏi đại môn khách sảnh, gặp một hồ bơi ở trong nhà khá lớn, đi vòng qua hồ bơi thì ra khỏi căn biệt thự. Quả thật là rất đẹp. Tầng Vũ vừa ra trước mắt là một hồ nước sóng gợn lăn tăng. Bên cạnh của hồ nước là đồng cỏ xanh biếc. Căn biệt thự cũng tọa lạc ở bên hồ. Bên ngoài đồng cỏ là một khu rừng rất lớn, nhìn thoáng qua có thể thấy đủ loại giả thú Nhìn lại căn biệt thự bên ngoài nó giống như là một ngọn núi. Tân Vũ cười nói. Biệt thự, cái từ này thật là không quen. Căn biệt thự do lôi vệ tiền bối kiến tạo lại giống như là hình ngọn núi. Thôi gọi nó là lôi sơn cư vậy. Tân Vũ đặt cái tên có phong cách tiềm long đại lục. Sau đó, Tân Vũ tùy tiện mai táng thi thể của ngũ hành ở một nơi không xa. Tiểu Hắc, người chế độ quanh đây đừng bay quá xa nơi đây là hồng hoang nói không chừng có yêu thú cường đại nếu như gặp nguy hiểm thì lập tức quay về tần vũ khẽ vỗ vỗ lên đầu của tiểu hát nói tiểu hát đập đập cánh gật đầu hưng phấn tần vũ cười cười rồi quay vào trong lôi sơn cư lôi sơn cư rất lớn vẫn làm hai tầng tầng chệt có luyện vũ sảnh khách sảnh luyện khí phòng luyện đan phòng chữ tàn thất Ngoài cùng là hồ bơi, phía sau là hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên có hoa cỏ đến từ một số tinh cầu kỳ dị. Trong tầng trệt không có bất kỳ vật khoa học kỹ thuật để hưởng thụ, mà là nơi tu luyện và luyện khí luyện đan. Còn tầng trên thì ngược lại, tầng trên có dục thất, chu phong, phòng giải trí, ngọa thất, thư phòng, những nơi nghỉ ngơi thư giãn lúc này tần vũ đang ở trong luyện vũ sảnh tiểu tinh không phải nói lôi vệ tiền bối lưu lại một đoạn ảnh tượng sao người mở cho ta xem nào tần vũ đứng ở trong luyện vũ sảnh tim lại có phần đập nhanh dù sao hắn sắp nhìn thấy hình ảnh của lôi vệ thần bí mà đợi một chút tiểu tinh cái đuôi nhỏ phất qua phất lại sau đó nó lại biến mất đồng thời trên tường của cả luyện vũ sảnh đều xuất hiện hình ảnh của vũ trụ tinh thần nhất thời tầng vũ giống như là ở trong vũ trụ sàn nhà dưới chân chuyển thành hình ảnh một vùng hư không căn bản không nhìn thấy nền nhà vũ trụ ở đây là vũ trụ sao tần vũ trong lòng có chút hiếu kỳ song chính lúc này một thân hình chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn thân ảnh đứng chắp tay quay lưng với tần vũ rất lâu sau thì thở dài một hơi, rồi xoay người lại. Cô ngạo, lăng lệ. Đây là cảm giác đầu tiên của Tần Vũ về lôi vệ. Lôi vệ đột nhiên mỉm cười nói, Ngươi khỏe không? Nếu ngươi nhìn thấy hình ảnh này, chứng tỏ lôi vệ ta thật sự độ kiếp thất bại. Tần Vũ minh bạch, nếu như lôi vệ không độ kiếp thất bại, khẳng định đã quay trở về lôi sơn cư. Tự nhiên không có cảnh tượng ngày hôm nay rồi. Lôi vệ lúc này mỉm cười Tỏ ra là người bình dị dễ gần Tần vũ trái lại không còn khẩn trương Ánh mắt của lôi vệ có chút mê muội Dường như nhớ lại cuộc đời của mình Ta là hoàng tử của ngân hà hệ đế quốc song ta không thích hoàng quyền Chỉ thích mạo hiểm ở trong vũ trụ và tu luyện Nơi ta sống Tu chân giả chỉ một tinh cầu có Đó là địa cầu Điều này khi ta tu luyện đến trình độ nhất định mới biết được. Ta nằm đó không ngừng tu luyện, về sau thì thu được một quyển bí tịch, thông thiên tam đồ. Chỉ có ba chàng giấy, mỗi chàng có 36 đồ hình. Muốn tu luyện thông thiên tam đồ, nhục thể còn phải đạt đến tiên thiên cảnh giới. Ta suy nghĩ mọi biện pháp khắc khổ tu luyện, trải qua muôn vàng khó khăn, cuối cùng thì đã thành công. Ta vất vả bỏ địa vị hoàng tử, dùng tàu vũ trụ mạo hiểm giữa các vì sao đồng thời tu luyện liên tục thông thiên tam độ cuối cùng thì có một ngày tứ cũ thiền kiếp đến ta may mắn độ qua xong ta lại không có pháp quyết tiếp tục tu luyện trên mặt của lôi vệ có phần hài lòng và vui vẻ ông hình như đang nhớ lại những năm tháng mạo hiểm khi mạo hiểm phiêu lãng ở trong vũ trụ ta có nghe qua thuyết kim đan nguyên anh nhưng lại chưa từng tu luyện bất kỳ công pháp tu chân, thứ này thật là quá trân quý. Đương thời ta chưa có bất kỳ công pháp tu chân, đã lựa chọn tự sáng tạo ra một con đường khác. Ta biết tu luyện là truy cầu thiên đạo, thiên đạo là gì? Lẽ nào kết kim đan tu nguyên anh xong? Lôi vệ có chút ngạo khí và tự tin. Không, ta không cho rằng là như vậy ta cho rằng thiên đạo chính là thứ tự nhiên nhất nguyên thủy nhất không phải những gì mà người ta áp đặt định sẵn nhìn vũ trụ tinh thần tự nhiên diễn biến ta dần dần có lĩnh ngộ bắt đầu chiếu theo lĩnh ngộ của mình sáng tạo ra một bộ công pháp tu luyện mới công pháp dựa trên những thu thập từ diễn biến vũ trụ tinh thần nên ta gọi là tinh thần biến tần vũ thầm chấn động tinh thần biến lẽ nào chính là công pháp thần bí đó sao lôi vệ tiếp tục nói sau khi trải qua hàng loạt cuộc mạo hiểm giao chiến ta cuối cùng cũng biết được căn cứ địa của tu chân giả trong cả vũ trụ là địa cầu tại địa cầu ta trải qua trăm năm thời gian cũng thu được một vài bộ pháp quyết tu chân nhưng mà theo như ta nhận định căn bản là không bằng tinh thần biến do ta sáng tạo lôi vệ tự nhiên tán phát ra một cổ khí thế kiêu ngạo ta rời khỏi địa cầu không ngừng mạo hiểm ở trong vũ trụ sau cùng có một ngày ta bị một lỗ đen hút vào trong lỗ đen thật sự là quá mạnh sức người không thể chống cự ta đến một không gian mới đồng thời ta phát hiện một tinh cầu gần nhất tinh cầu này rất lớn lớn một cách khác thường so với địa cầu tại ngân hà hệ thì lớn hơn vạn lần Đến khi tiến nhập vào trong thì ta mới phát hiện tu chân giả của tinh cầu nhiều kính người, dùng vạn để làm đơn vị. Lôi vệ chợt cười thất vọng. Hề hey nhóc con, ở trong thư phòng của ta có chứa một số công pháp tu luyện, đều là công pháp của tu chân giả. Ta thu thập không ít, địa cầu có, của thế giới này cũng có. Người nếu muốn tu luyện cũng được. Tần Vũ nhíu mày, Lẽ nào lôi vệ này không muốn truyền tinh thần biến của mình sao? Nhóc con, tinh thần biến là một bộ công pháp không hoàn thiện. Đi con đường tiền nhân chưa từng đi qua. Tà phiêu bạc vũ trụ mấy ngàn năm mới sáng tạo ra sáu đại cảnh giới. Tinh vân, lưu tinh, tinh hạch, hành tinh, độ kiếp, hằng tinh. Hơn nữa hằng tinh bắt quá là do ta tưởng tượng ra. Phần sau đó thì ta chưa nghĩ tới. Nếu những người dựa theo tu luyện của ta cho dù độ kiếp thành công đạt tới hằng tinh cảnh giới phi thăng tiên giới nhưng mà sau đó thì ngươi lại không có bất kỳ công pháp để tu luyện nữa lôi vệ cười nhạt nói tần vũ cũng biết chỗ không tốt của tinh thần biến tu luyện đến độ kiếp kỳ hoàn hảo lôi vệ đã trải qua cảnh giới hằng tinh là lôi vệ tự mình tưởng tượng còn về sau thì chưa có công pháp một khi hắn đi theo con đường này tu luyện đến hàng tinh cảnh giới, hắn nhất định là phải kế tục sáng tạo để đi tiếp. Vì các tu chân giả khác tu nguyên anh, phương pháp tu luyện người khác căn bản không giúp được hắn. Nhưng tự mình sáng tạo ra công pháp là điều dễ dàng sao? Một khi sáng tạo thất bại, tẩu hỏa nhập ma sẽ chịu hình thần câu diệt, hồn phi phách tán. Tinh thần biến, ha ha, tu luyện tinh thần biến là phúc hay họa rất là khó nói. ấy được rồi, nhóc con, tự người quyết định chọn lựa thôi. Nếu như người không tu luyện thì sau này có cơ hội giúp ta tìm một truyền nhân vậy. Thầy sẽ đáng tiếc, tinh thần biến buộc phải công đạt đến tiên thiên cực trí, dùng thông thiên tam độ làm nền tảng. Muốn tìm truyền nhân sợ là không dễ rồi. Bất quá, điều này ngươi về sau cũng cần suy nghĩ đó. Lôi vệ cười thất vọng, khẽ than lên một tiếng, ngân hà, mộng ảo tinh. Sau đó hình bóng của lôi vệ hoàn toàn tan biến. Tần Vũ hơi chầm tư dây lát, sau đó mắt lóe lên một tia lệ quan. Tức tốc rời khỏi luyện vũ sảnh, bước lên tầng trên vào thư phòng. Thư phòng có không ít thư tịch bằng giấy, trong đó có một số thư tịch thiên văn địa lý, có thư tịch tu luyện. Lôi vệ này cũng kỳ lạ, lại viết các loại công pháp tu luyện lên thư tịch bằng giấy một quyển thư tịch ở trên cao nhất chính là tinh thần biến phúc hay là hỏa sao đạt đến hằng tinh cảnh giới thì có thể phi thăng cho dù về sau không có công pháp tu luyện chẳng lẽ lôi vệ sư tôn có thể sáng tạo ta không thể sáng tạo ư nếu không có một chút thách thức thì chẳng có nhiều ý nghĩa nữa tu luyện công pháp như thế mới khiến cho người ta nhiệt huyết sục sôi chứ Tần Vũ ngồi trên ghế lật mở quyển tinh thần biến. Kim Đan Nguyên Anh nhất định là tu luyện chính đạo. Gọi là truy cầu thiên đạo, vậy thiên đạo là gì? Theo dõi vũ trụ diễn biến, ta sáng tạo ra công pháp này cũng xem như là một con đường tu chân. Công pháp chia làm sáu đại cảnh giới. Trước tiên luận về đệ nhất thiên, tình vần thiên. Thông thường tu luyện giả sau khi độ kiếp thành công trong đan điền vô biên, tiên thiên chân khí trở thành trạng thái dịch thể, chắc chắn sẽ ngừng kết tại một chỗ giống như là thủy cầu, sau đó sẽ luyện hóa trở thành kim đan. Nhưng nhất định phải như vậy, nhất định phải tụ lại như vậy sao? Tinh thần biến của ta, bước đầu tiên chính là tán. Biến tiên thiên chân khí trở lại dạng khí, tán khai, không những tán khắp đan điền, thậm chí tán đến thân thể bên ngoài dùng đan điền làm tâm, lấy thân thể làm cầu nói, gắn liền vũ trụ với bổn tâm, cũng diễn biến với thiền đạo tự nhiên. Tần Vũ nhìn công pháp này ở trong lòng, bắt giác một cơn kích động bành trướng. Những tù trần giả, làm sao kết kim đan, làm sao tu nguyên anh, luôn luôn hấp nạp linh khí không ngừng, sau đó luyện hóa ở trong đan điền. Quả thật rất là kém, muốn hợp nhất với thiên địa thì xem chừng đạt đến động hư kỳ đủ để nguyên anh ly thể mới có thể hơi cảm thụ được song tinh thần biến này vừa mới khởi đầu chính là tán trở thành dạng khí tán khai dùng đan điền làm tâm dùng thân thể làm cầu nói gắn liền vũ trụ bổn tâm hấp nạp vũ trụ tinh thần chi lực Hè, được rồi Lối vệ sư tôn tinh thần biến đệ tử sẽ tu luyện tiếp theo. Cho dù đến thiên hạng tinh cuối cùng, tu luyện hoàn tất chưa có công pháp, đệ tử vẫn sẽ kế tục sáng tạo và hoàn thiện. Dù đệ tử thất bại, đệ tử cũng có truyền nhân tiếp tục tu luyện, đời này truyền sang đời khác, cuối cùng sẽ có một đời hoàn thành thành công. Tần Vũ trong mắt, quan mang lấp loán, càng nắm chặt quyển tinh thần biến ở trong tay. Tu luyện thử tinh thần biến, chắc chắn có sáng tạo thất bại gặp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng mà Tần Vũ sợ điều gì chứ? Sợ bóng, sợ gió, sợ tử vong, đó là Tần Vũ sao? Tiếp cận tử vong, Tần Vũ trái lại có thứ cảm giác hưng phấn, nhiệt huyết cuộn trào. Cuộc đời như thế mới tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ, mới không hổ thẹn đã sinh ra làm người.